Sống gần phải không? Đâu cái to mà sống mà. Đâu nó chết mẹ mình. Đâu cái bé, cái to không cái gì. Cái to không mà sống. Đánh những cái gì. Đánh đánh. Ăn thế. Không có ớt à. Cho miếng ớt là nó ngon. Ớt rất cay. Ngon thế. Ngon lắm các bạn nè. Ớt này nó có vị thơm. Tiến này nhỏ nó miếng rồi. Anh ăn đi. Cay đã lắm. Ớt hòa ờ. Chỉ cho ăn mà đem. Chua lắm quả ớt đây này. Chua rồi. Cái chua rồi. Chua lắm. Ăn cái ngọt cái này biết không? Ngọt. Ngon. Ăn cho Tiến thèm. Không ăn mà thèm. Đồng ớt là ớt. Chua. Hết. Rượu. Ớt. Những cái thứ chè chét. Ngon quá. Rượu chét thì cứ thích. Nhìn miếng ớt nè, ngon không? Ăn ớt thế. Thế nhà ai đi? Chỉ có miếng chè. Chú gà. Nghe chú gà. Đặt. Ừ. Miếng ớt xanh này là nó rất ngoài, là ngoài thơm. Ngoài ao kia hả? Đúng. Ở đâu anh? Chảy trên xã. Ở đâu? Thì xã. Thế này chảy ở xã. Xã cho. Nơi quay. Ừ. Quay rồi, hết rồi cũng mình rồi đâu. Cho gần về không? Chụp phát gần cho gần cái đĩa ấy này, này à cái đĩa ấy này. Đĩa này muối. Đây là muối này. À, muối cái này mới là muối. Gần vào nó phóng to. Ơ thịt tươi nha, mới chảy trên cây. Thế cũng mới chảy trên cây. Thế thì ủy ban nhân dân xã cấp. Thế độ đấy. Cái này là nó cái ấy. Ngọt. Chua. Thế này là quê hương. Thế nào quê hương là chùm thế ngọt, ai quê hương là chùm thế chua. Ai thì được ăn cái chua. Bây giờ phải ăn cái ngọt. Đây nó đang thưởng thức quê hương. Nhà. Chua bạn Tường này... nhỉ. Bạn Tường mời bạn Tường một cái. Thôi được rồi đó. Vào trong Noel, vào trong Noel mọi người ăn.